cưỡi trên lưng những chú chiến mã kiêu hùng tựa như con Bucephalus của Alexander Đại Đế năm xưa. Cầm trên tay những thanh gươm sáng loáng, họ cầm lên những tiếng hô vang như sấm rền và lao vào chiến trường như những tia chớp giật trên bầu trời. Đó chính xác là những từ ngữ mà người ta thường dùng để mô tả về những lực lượng kỵ binh oai dũng trong lịch sử. Thế nhưng, liệu quý vị và các bạn có từng thắc mắc rằng các chiến binh ấy sẽ chiến đấu như thế nào trên một chiến trường đầy dãy đạn bom? Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó cũng là nội dung chính trong video ngày hôm nay của Kiến thức Quân sự. Lực lượng kỵ binh trong buổi hoàng hôn của họ mang tên Đại chiến thế giới lần thứ nhất. Trong lịch sử, những chiến binh trên lưng ngựa luôn là một phần không thể thiếu đối với mọi đội quân tinh nhuệ từ Đông sang Tây. Thậm chí có không ít lực lượng kỵ binh đã trở thành huyền thoại vì đã lập nên những chiến công huy hoàng lưu danh sử sách. Một số ví dụ tiêu biểu có thể kể đến như đội chiến hữu kỵ binh Heratoi của Macedonia, kỵ binh Mông Cổ hay kỵ binh có cánh Hursa của khối thịnh vượng Trung Ba Lan Litva. Tuy nhiên, đến giai đoạn cuối thế kỷ thứ 19 thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Với những tiến bộ vượt bậc về công nghệ hỏa khí và kéo theo đó là sự phát triển của các học thuyết chiến tranh, kỵ binh từ thời kỳ này trên thực tế đã không còn là những vị vua trên chiến trường. Thậm chí một số chuyên gia quân sự đã nhìn thấy trước được vai trò mờ nhạt của kỵ binh trong chiến tranh hiện đại. Một trong những người đầu tiên là Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Đế quốc Nga, Alexei Kuropatkin. Sau khi chứng kiến thiệt hại nặng nề của các kỵ binh trước hỏa lực tập trung của đối phương trong các cuộc chiến tranh Crimea năm 1853 đến 1856 và chiến tranh Pháp Phổ năm 1870 đến 1871, ông này đã phải thừa nhận kỵ binh không còn là mối đe dọa nguy hiểm như đã từng trong quá khứ. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng họ vẫn giữ một vị trí hết sức quan trọng trong các đội quân hiện đại. Bởi lẽ trên tất cả những đơn vị khác thì kỵ binh là những người cận vệ tiên phong, là tai và mắt của quân đội. Ý kiến này của vị bộ trưởng Nga đã phải hứng chịu một làn sóng phản đối kịch liệt, nhất là từ các kỵ sĩ có xuất thân quý tộc, tầng lớp tinh hoa trong xã hội và thường có khuynh hướng bảo thủ. Theo họ, kỵ binh phải là những người dẫn đầu cuộc xung kích quả cảm nhắm thẳng vào kẻ thù, chứ không phải đi làm các nhiệm vụ của lính trinh sát, và rằng kết cục của trận chiến sẽ được định đoạt bởi những thanh kiếm mà không phải súng đạn. Thậm chí một số nhà lý luận quân sự như Friedrich von Bernhardi của quân đội Phổ còn không thể tưởng tượng nổi một cuộc chiến mà không có kỵ binh. Ở phía bên kia biển Bắc, nhiều chiến lược gia người Anh từ trước khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ cũng nhận định rằng kỷ nguyên của kỵ binh đã gần đến hồi kết thúc. Tuy nhiên, cũng giống như trường hợp của Bộ trưởng Chiến tranh Đế quốc Nga Kuropatkin, ý kiến này đã bị phản bác bởi nhiều sĩ quan kỵ binh cấp cao. Học thuyết chiến tranh của họ tuyên bố rằng súng trường, dù hiệu quả như thế nào, cũng không thể thay thế hiệu quả chiến đấu được tạo ra bằng tốc độ của ngựa. Sức mạnh của cuộc xung kích, một nỗi khiếp đảm được gây ra bởi những thanh kiếm sắc lạnh. Do vậy, bất chấp tính hữu dụng hạn chế của mình, các trung đoàn kỵ binh Anh quốc vẫn được duy trì ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, nội dung quân giáo trình huấn luyện kỵ binh năm 1912 của quân đội Anh hầu như vẫn được giữ nguyên không thay đổi. Tương tự như người Anh, người Đức cũng cho rằng một cuộc tấn công mạnh mẽ của kỵ binh là con đường chắc chắn dẫn đến chiến thắng. Từ đó có thể thấy rằng, bất kể đã được chứng kiến những tác động của công nghệ vũ khí hiện đại đối với lực lượng kỵ binh, nhưng niềm tin mà các chỉ huy thủ cựu dành cho sức mạnh cũng như vai trò trong văn hóa quân sự của kỵ sĩ vẫn không thể bị lung lay. Mặc dù vậy, một số quốc gia châu Âu, đặc biệt là Anh, sau kinh nghiệm của họ trong hai cuộc chiến tranh Boer, đã nhận ra rằng hỏa lực của các đơn vị kỵ binh có thể cần thiết hơn so với chiến thuật xung kích phủ đầu trước đây. Do đó, người Anh đã bắt đầu trang bị cho một số đơn vị súng trường, đồng thời nhấn mạnh chiến thuật mở cho phép kỵ binh xuống ngựa
và sử dụng hỏa khí để chiến đấu như bộ binh. Lúc này, các kỵ sĩ sẽ trở thành Dragoon. Có thể bạn chưa biết, Dragoon hay còn gọi là Long Kỵ Binh là một loại bộ binh xuất hiện từ đầu thế kỷ thứ 17, chuyên dùng ngựa để di chuyển và xuống ngựa khi chiến đấu. Tên gọi của họ xuất phát từ những khẩu súng mà họ được trang bị, được ví như những con rồng đang khạc lửa về phía kẻ thù. Long Kỵ Binh được đánh giá là cơ động hơn bộ binh, nhưng lại tốn ít chi phí huấn luyện và duy trì hơn so với kỵ binh. Bên cạnh đó, một số đơn vị kỵ binh vẫn giữ lại và tiếp tục sử dụng các loại vũ khí truyền thống, bao gồm kiếm và thương. Từ đây, một số sĩ quan đã thấy được tiềm năng mới của kỵ binh trong việc triển khai hỏa lực để gây sốc cho đội hình bộ binh đối phương, tạo ra khoảng trống giúp cuộc xung kích truyền thống của kỵ binh có thể diễn ra thuận lợi. Vì vậy, hầu hết các chuyên gia quân sự vẫn tin vào vai trò chiến thuật của kỵ binh và lực lượng này vẫn được duy trì trong quân đội của nhiều quốc gia. Với tất cả những lý do đó, khi cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra vào năm 1914, các lực lượng kỵ binh trên khắp châu Âu đã tiến ra trận với áo giáp sáng ngời, mũ gắn tua rua, găng tay trắng và thanh kiếm được đeo bằng tất cả lòng tự hào ở bên hông. Tuy nhiên, trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến, kỵ binh chủ yếu chỉ đóng vai trò là lính trinh sát, thứ mà họ thường coi là những nhiệm vụ không có chút vinh quang nào. Phải đến ngày 12 tháng 8 năm 1914, tức khoảng hơn 2 tuần sau khi chiến tranh bùng nổ, thì một trận chiến đầu tiên có kỵ binh tham gia với đúng vai trò của họ mới được diễn ra tại mặt trận phía Tây. Một tuần sau khi tuyên chiến và phát động xâm lược nước Bỉ, kỵ binh quân Đức đã hành quân về phía hai thành phố Hassel và Diest, trực tiếp đe dọa sườn trái của quân đội nước này. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang Bỉ đã quyết định chọn Haarlem làm nơi đánh chặn quân địch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị khác tổ chức triệt thoái về phía Tây. Do đó, sư đoàn kỵ binh của Bỉ dưới sự chỉ huy của Nam tước Leon de Witte đã được điều động từ Sint-Truiden đến Haarlem để tham gia chiến đấu. Tổng cộng 5 trung đoàn kỵ sĩ Bỉ với 2.400 thương thủ cưỡi ngựa và 450 xạ thủ cưỡi xe đạp sẽ phải đối đầu với khoảng 6.000 quân Đức, trong đó có 4.000 kỵ binh đang hừng hực khí thế tiến công về hướng Brussels. Vào đêm trước khi trận đánh diễn ra, tướng de Witte và các sĩ quan trẻ tuổi dưới quyền của ông, những người mang tư duy sáng tạo như Tassnier và Van Overstraten, đã quyết định rằng trước lực lượng kẻ thù quá đông và nguy hiểm như vậy thì họ sẽ không thực hiện một cuộc xung kích của kỵ binh theo truyền thống. Thay vào đó, quân Bỉ sẽ tiến hành phòng thủ trên mặt đất ở những vị trí thuận lợi và giữ cho những con chiến mã của mình được an toàn khỏi những khẩu súng máy uy lực của người Đức. Tướng de Witte đã ra lệnh cho phần lớn binh sĩ chiếm cứ các vị trí xung quanh một trang trại địa phương, đồng thời đặt các khẩu pháo trên đồi Mettenberg phía bắc trang trại. Trong khi đó, các xạ thủ mang súng carbine được bố trí phòng ngự ở cây cầu dẫn vào Haarlem bắc qua sông Goethe. Khoảng 8 giờ sáng ngày 12 tháng 8, trận chiến chính thức bùng nổ. Quân số áp đảo của người Đức được pháo binh yểm trợ đã liên tục đẩy lui quân Bỉ khỏi các điểm phòng thủ. Các kỹ sư của Bỉ sau đó đã cố gắng cho nổ tung cây cầu nhưng bất thành. Và thế là 1.000 kỵ binh Đức dễ dàng tiến vào trung tâm thành phố Haarlem. Chiến thắng bước đầu quá dễ dàng này dường như đã khiến người Đức trở nên kiêu ngạo. Họ cho rằng có thể dễ dàng nghiền nát quân lực còn lại của Bỉ một cách không mấy khó khăn chỉ với kiếm và thương của kỵ binh. Thế nhưng người Đức đã lầm. Lao vào phòng tuyến đối phương với sự tự tin thái quá, các kỵ sĩ của họ đã phải hứng chịu thương vong nặng nề chỉ bởi một hỏa lực mạnh mẽ từ súng trường và súng máy Hotchkiss. Thiệt hại mà kỵ binh Đức phải gánh chịu là vô cùng lớn, nhưng đó chưa phải là tất cả. Những con chiến mã của họ trên đường xung kích còn vấp phải mạng lưới dày đặc những dây thép gai và hố đất do đạn pháo gây ra, khiến chúng liên tục bị vấp ngã và phải chạy chậm lại. Điều này cũng đã biến các kỵ binh Đức thành miếng mồi ngon cho đạn của quân Bỉ. Cùng với đó, cuộc tấn công vào pháo binh của Bỉ cũng không có kết quả khá hơn, và thế là quân Đức buộc phải tạm lui. Sau khi rút lui và ổn định lại lực lượng, một lực lượng lớn bộ binh Đức được pháo binh yểm trợ đã ồ ạt xung phong và thành công áp đảo quân Bỉ, dù cho phải chịu thiệt hại đáng kể. Tại thời điểm này, tình hình dường như đã trở nên vô vọng đối với quân Bỉ, và sườn đông của họ bị chọc thủng giờ đây chỉ còn là vấn đề thời gian. Kịch bản ấy đẹp với các binh sĩ của đệ nhị đế chế Đức, nhưng tiếc là nó không xảy ra, bởi vào 2 giờ chiều ngày hôm đó, lữ đoàn hỗn hợp số 4 của Bỉ, bao gồm bộ binh và pháo binh, đã đến tăng viện cho những người anh em của mình. Sau khi vào vị trí, những khẩu súng máy của họ đã ngay lập tức khai hỏa về phía quân Đức. 3 tiếng sau, một đợt viện binh nữa xuất hiện. Lần này là các kỵ sĩ của trung đoàn kỵ binh hạng nhẹ số 4 của Bỉ tham chiến,
Và chỉ với một số lượng nhỏ nhưng vô cùng cơ động, họ đã làm tịt ngòi tất cả họng pháo nặng nề và chậm chạp của quân Đức nằm dọc tuyến đường từ Diez đến Haarlem. Các kỵ sĩ của sư đoàn kỵ binh Bỉ cũng thừa cơ đổ ra giao chiến với kỵ binh Đức trên một cánh đồng ngô gần đó. Kiếm chạm kiếm, thường đấu thường vô cùng khốc liệt, không khác gì thời Trung Cổ. Đến lúc chạm vạng, quân Đức đã chấp nhận thất bại và rút lui. Trong trận này, người Đức đã phải chịu tổn thất không nhỏ với 848 con ngựa, 150 binh sĩ vong mạng, 600 người bị thương và 300 bị bắt sống. Đánh giá về trận Haarlem, nhiều nhà phân tích chiến thuật cho rằng đây là một trường hợp điển hình mà kỵ binh đã bộc lộ rõ ràng nhất những hạn chế của họ trước khoa khí hiện đại. Một cuộc xung kích cho dù nhanh và mạnh mẽ tới đâu, nhưng thân phàm sát trần cũng phải chào thua trước súng đạn. Đồng thời, cần có một chiến thuật hợp lý và linh hoạt nếu như muốn phát huy được tối đa ưu thế về tốc độ, sự cơ động và sức can lướt của kỵ binh. Đến cuối năm 1915, các kỵ binh Anh quốc đã phần nào lấy lại được mặt mũi cho lực lượng kỵ binh trong Thế chiến thứ nhất. Vào ngày 26 tháng 2 năm 1916, trận Agagia giữa quân Anh và quân Ả Rập Senussi được Đức và Ottoman hậu thuẫn nổ ra ở khu vực Bắc Phi. Trong đó, trung đoàn kỵ binh Dores Yalmandri của Anh nhận nhiệm vụ tập hậu trong khi các đơn vị còn lại giao tranh chính diện với kẻ thù. Họ cơ động di chuyển về phía tây của quân Senussi, ẩn mình sau những ngọn đồi và hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh từ tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 3 Nam Phi. Tuy nhiên, quân Senussi cũng không phải là những tay vừa khi đáp trả bằng pháo binh, súng máy và súng trường từ các vị trí được che chắn mà quân Anh bị khuất tầm nhìn. Bất chấp tổn thất gia tăng, quân Anh tổng tấn công và ép được kẻ địch rút chạy về phía nam. Các chiến binh Dorset Yalmandri lên ngựa đuổi theo và phát hiện quân đoàn Senussi đang di chuyển với súng máy và súng trường bảo vệ sau lưng và hai bên sườn. Thế vậy, kỵ binh Anh không vội tấn công mà để ngựa nghỉ ngơi, đồng thời nghiên cứu kỹ lưỡng địa hình. Sau khi đã hồi sức, quân Yalmandri phát động tấn công với hai hàng người ngựa có tốc độ phi nước đại ổn định. Họ lao qua cơn mưa đạn của lính Senussi và khi gần đến hậu quân của kẻ địch, những cành gươm được vung lên và hàng ngũ quân Ả Rập hoàn toàn tan vỡ, binh sĩ bỏ chạy tán loạn, thủ lĩnh bị bắt sống. Cuộc truy sát tiếp tục sâu trong sa mạc châu Phi. Tại đó, một số lượng đáng kể Senussi đã ngã xuống dưới những lưỡi kiếm của kỵ binh Dorset Yalmandri. Đến năm 1918, vai trò của kỵ binh đã thực sự được công nhận qua trận chiến tại rừng Moreau. Vào ngày 30 tháng 3 năm 1918, lữ đoàn kỵ binh Canada đã mở cuộc tấn công với mục tiêu đẩy lùi 300 quân Đức đang cố thủ trong khu rừng Moreau nằm bên bờ sông Avre tại nước Pháp. Theo kế hoạch, lực lượng Long kỵ binh Hoàng gia Canada nhận lệnh đánh từ hướng đông bắc của khu rừng và trung đoàn mang tên Chiến mã của lãnh chúa Strathcona sẽ tiến công hướng đông nam. Trong khi đó, các đơn vị kỵ binh còn lại sẽ đảm nhiệm hướng tây bắc. Những người còn sống từ trận chiến kể lại rằng giao tranh diễn ra vô cùng phức tạp do rừng cây rậm rạp, địa hình không phù hợp với chiến đấu trên ngựa, buộc nhiều kỵ sĩ phải xuống đất chiến đấu như bộ binh. Nhịp độ trận đánh do vậy cũng bị giảm đi đáng kể. Vào thời điểm này, các đơn vị thuộc trung đoàn chiến mã của lãnh chúa Strathcona đã thành lập đội trinh sát và cử đi để thu thập thông tin chi tiết về lực lượng và vị trí của kẻ thù. Sau khi đánh giá tình hình, các chỉ huy trung đoàn đã hạ lệnh cho trung úy Gordon Flowerdew và đội 150 kỵ binh dưới quyền của anh ta mở cuộc tấn công nhằm ngăn chặn lực lượng quân Đức đang rút lui về phía đông để hội quân với các đơn vị khác. Họ di chuyển về hướng đông bắc và bất ngờ chạm trán với 300 lính Đức thuộc tiểu đoàn lính ném lựu 101 có trang bị lựu pháo và một số súng máy hạng nặng. Chỉ trong tích tắc, Flowerdew đã đưa ra mệnh lệnh xung kích và đội kỵ binh Canada lao vào quân địch với thanh kiếm giơ cao. Ở hầu hết mọi trường hợp, kiếm đấu với súng đạn thường không dẫn đến kết cục tốt đẹp và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Thương vong là vô cùng lớn. Trong số 150 kỵ sĩ, chỉ có 51 người sống sót và phần lớn cũng phải chịu những vết thương khủng khiếp với da thịt bị lột khỏi xương. Tuy nhiên, sự hy sinh này không phải là vô ích. Những nỗ lực của tổ đội kỵ binh do trung úy Flowerdew chỉ huy đã góp phần không nhỏ đẩy lui toàn bộ quân Đức ra khỏi rừng Moreau. Nếu như các lực lượng tỏ ra vô cùng chật vật ở mặt trận phía Tây, thì ở mặt trận phía Đông, mọi chuyện có vẻ như dễ dàng hơn một chút. Những chiến trường bằng phẳng và rộng lớn ở đây đã tạo điều kiện thuận lợi để các chiến thuật gia có thể khai thác tối đa sức mạnh của kỵ binh. Vào tháng mở đầu của cuộc chiến, quân Nga và Áo Hung đã giao tranh với nhau tại trận Jaroslavl vào ngày 21 tháng 8 năm 1914.
Trong đó, mỗi bên đã triển khai hẳn một sư đoàn kỵ sĩ để tỉ thí với đối phương, biến đây trở thành trận chiến quy tụ số lượng kỵ sĩ đông đảo nhất trong toàn bộ chiến tranh thế giới thứ nhất. Gần một năm sau, kỵ binh Nga và Áo Hùng đã một lần nữa so tài với nhau trong trận Gorodenko tháng 4 năm 1915. Tuy nhiên, càng về giai đoạn sau của cuộc chiến, kỵ binh càng tỏ ra thất thế trước súng đạn, buộc cả Nga và Áo Hùng đều phải chuyển đổi nhiều đơn vị kỵ binh của mình thành các đơn vị bộ binh. Tương tự như các quốc gia tham chiến khác, sự kết hợp giữa các yếu tố như sự thiếu hiệu quả của kỵ binh, nhu cầu về lính bộ binh tăng cao, nhu cầu dùng ngựa để vận chuyển pháo binh, đạn dược và các nguồn cung cấp khác đã dẫn đến sự hoán cải này. Như vậy, từ thông tin về những trận đánh tiêu biểu có sự tham gia của kỵ binh trong Thế chiến thứ nhất, có thể nói rằng cuộc chiến này thực sự đã đánh dấu sự kết thúc cho thời kỳ bá chủ trên chiến trường của các kỵ sĩ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể, các kỵ binh vẫn tỏ ra khá hữu dụng. Đơn cử như lực lượng kỵ binh cảnh sát với chức năng đảm bảo an ninh, trấn áp bạo động hoặc thực hiện các nhiệm vụ ở các khu vực có địa hình đặc biệt như là đồi núi, rừng rậm. Theo quý vị khán giả, liệu rằng kể từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất, các kỵ binh có còn chỗ đứng trong chiến tranh hiện đại hay không? Và nếu có thì vai trò của họ sẽ là gì? Đừng ngần ngại để lại ý kiến dưới phần bình luận. Còn bây giờ, Việt Cường thay mặt ekip xin chào, hẹn gặp lại và chúc mọi người có một ngày tốt lành.